Xin chào mọi người. Tiên Võ Đế Tôn Diệp Thành 995. Tinh không mênh mông vô ngần, an tĩnh mà tịch mịch. Không còn hồng hoang làm loạn, tinh không rất an bình. Sau di tích Thiên Tôn, hồng hoang tộc đều ngoan ngoãn một cách khác thường. Ngày bình thường thấy rất nhiều thân ảnh hồng hoang tộc ngang ngược càn rỡ, hôm nay lại khó gặp được người của hồng hoang. Đối với chuyện này, chư thiên đã đưa ra định nghĩa chính là bị đánh sợ. Điểm này không người nào phản bác. Đội hình hồng hoang lần này tiến vào di tích Thiên Tôn khổng lồ chưa từng có, nhưng lại tổn thất nặng nề. Cấp hoàng tử, cấp thái tử gần như toàn diệt, 300 vạn đại quân thì có hơn 200 vạn đều chôn thây tại dưới thiên kích của Cơ Tích Băng. Mà làm cho hồng hoang đau lòng nhất là có hơn 30 thằng con đại đế hồng hoang bị tru diệt. Đã kích bực này có thể nói là thương cân độc cốt, không ngoan ngoãn mới là lạ. Đương nhiên cũng không loại trừ hồng hoang lại đang chuẩn bị âm mưu tiếp theo. Ăn thiệt thòi lớn như thế, bọn hắn chắc chắn muốn tìm cơ hội lấy lại danh dự. Mà hoang khỏi tánh thể Diệp Đa Hào, hắn là đối tượng trọng điểm để bọn hắn chiếu cố. Trong ánh bình minh rải đầy đại sở, một ngày mới lại đến. Dưới gốc cây già, Diệp Đa Hào còn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem tượng gỗ Cơ Tích Băng mà ngẩn người thật lâu, không nói một câu nào. Tiểu Diệp Phàm từ hôm nay dậy rất sớm, rúc vào trong ngực Diệp Đa Hào, hai mắt to trong veo, khi thì sẽ nheo mắt cái lại nhìn, càng xem càng thất lạc, ánh mắt cùng cử động đều dường như đang nói: mẫu thân của con đâu rồi? Diệp Đa Hào cất đi tượng gỗ Cơ Tích Băng, đem nó ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt cái đầu nhỏ của hắn, lẳng lặng ngửa mặt nhìn hư vô, giống như có thể trông thấy Cơ Tích Băng đang ngoái nhìn mà cười với anh. Nhân quả cùng nàng, ngoại trừ ký ức cổ xưa thì chính là Tiểu Diệp Phàm. Cậu bé này so với tính mệnh càng thêm trân quý. Bữa sáng ấm áp, chúng nữ đều là thê tử ôn nhu, không hề đề cập tới chuyện Cơ Tích Băng, tất cả đều không nói gì. Sau bữa ăn, Diệp nào đã đi tới dưới gốc cây già, ngồi đó lẳng lặng ngẩn người. Đến buổi trưa mới thấy có một bóng hình xinh đẹp từ trên trời bay xuống, nhìn kỹ chính là thần nữ cổ tộc. Lúc trước cùng con đại đế hồng hoang luân phiên đại chiến, nàng thụ thương không hề nhẹ, giờ phút này sắc mặt còn có chút tái nhợt. Không thể phủ nhận là trong một nhóm tại di tích Thiên Tôn, đối với nàng mà nói là một trận tạo hóa. Nguyên nhân bởi vì tu tiên kiếm mà nàng đã mở ra thần tàng hoàn toàn, huyết mạch cổ xưa cũng khôi phục, càng kích phát lực lượng bản nguyên ẩn giấu. Sau khi lột xác niết bàn, đã là một tôn cấp có đại đế chân chính, được cổ tộc ký thác kỳ vọng. Như vậy nàng lần này đến đây tất nhiên là vì thần tử vu tộc. Không sai, thần tử vu tộc còn ở tại Diệp Đa Hào, đang tại trạng thái phong ấn. Mà thần tử vô tộc sở dĩ bị thương nặng đều là do thần nữ cổ tộc ban tặng. Đương nhiên chuyện này không thể chỉ trách thần nữ cổ tộc, nàng khi đó bị tru tiên kiếm khống chế, hoàn toàn không có thần trí, chính là một nữ ma đầu chỉ biết giết người. Người chết không thể phục sinh, thánh thể nén bi thương. Thần nữ cổ tộc nhẹ nói chuyện Cơ Tích Băng tán diệt, nàng có mặt trong toàn bộ quá trình, cũng biết tâm cảnh của Diệp Đa Hào, chỉ một câu nén bi thương xóa không hết được tổn thương cùng đau đớn. Diệp Đa Hào cường ép cười một tiếng, nhẹ nhàng phất tay thả ra thần tử vô tộc. Thần tử vô tộc đã được anh băng phong, chỉ còn một hơi tàn, không khác gì đã chết. Thế nhưng một hơi còn sót lại kia chính là một tia hy vọng. Lỗi của ta, thần nữ cổ tộc nghẹn ngào, cách một lớp hàn băng, vuốt ve thần tử vô tộc, nước mắt nàng óng ánh, tràn đầy mặt mũi, gò má của nàng. Nàng cũng nhìn ra được trạng thái của thần tử vô tộc, hơn phần nữa là không cách nào tỉnh lại.
đi thiên huyền môn tìm nhân vương, hắn có lẽ sẽ có biện pháp. Diệp Đào nói ra. Đa tạ. Thần nữ vô tộc vội vàng hoảng hốt lau khô nước mắt, mang theo thần tử vô tộc lao thẳng đến thiên huyền môn. Sau khi nàng đi, Tạ Vân, Hồng Nhị, Tư Đồ Nam ba con hàng kia đi lên, trước tiên nhìn Tiểu Diệp Linh đang chơi đùa, sau là nhìn mấy người vợ xinh đẹp kia của Diệp Đào, lúc này mới tiến đến dưới gốc cây già, cầm đi phân phát cho các sư huynh đệ. Diệp Đào móc ra một túi trữ vật, chứa trong đó chính là đồ vật anh càn quét tại bên trong di tích Thiên Tôn, bảo bối, bí khí, pháp bảo, đan dược, bí quyển nhiều không kể xiết, mà lại cấp bậc đều không hề thấp, lấy ra đi bán cả một đời đều không lo ăn mặc. Kỳ thực bọn ta không phải đến để xin bảo bối, mà là tới để an ủi ngươi. Hồng Nhị tên kia ngoài miệng thì nói, nhưng trong tay lại cực nhanh và mượt. Túi trữ vật Diệp Đào vừa đưa ra đã bị hắn nhét vào trong đúng quần. Nghĩ thoáng một chút đi, cũng không có gì to tát cả. Tạ Vân một tay vỗ bả vai Diệp Đào, một tay luồn vào đúng quần Hồng Nhị, lại đem túi trữ vật lôi ra tới. Phút cuối cùng còn nhéo nhéo đệ Hồng Nhị. Tất cả khí lực từ khi bú sữa mẹ hắn đều xuất ra, bóp cho Hồng Nhị con hàng kia đau, nhe răng trợn mắt. Loại chuyện này nên ra ngoài giải sầu một chút là tốt nhất. Tư Đồ Nam cũng dở thói vô sĩ. Tạ Vân vừa đem túi trữ vật nhét vào trong lồng ngực của mình, hắn định túm lại lôi ra tới, xong việc còn bỏ vào trong bọc của mình. Ba người ngươi một lời ta một câu, nói đến chân thành tha thiết, nhưng chỉ một cái túi đựng đồ liền bị ba thằng bọn hắn đoạt tới đoạt lui. Diệp Đào cũng thèm để ý tới. Nếu chuyện này xảy vào ngày bình thường thì anh nhất định sẽ đem ba con hàng này xách ra ngoài trực tiếp đánh khóc. Nhưng hôm nay bởi vì có Tích Băng, anh thật sự không còn tâm trí đâu làm chuyện đó. Đến lúc này chợt nghe một tiếng ầm ầm vang lên, trèo đến người của Hàng Nhật Tông nhào nhào ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi xa. Âm thanh ầm ầm chấn động cực lớn kia có người xâm nhập đại sở, mà lại số lượng cực kỳ khổng lồ. Có cường giả xâm lấn sao? Tất cả mọi người leo lên hư vô, nhìn ra phương xa kia, không ít người còn xách ra đồ chơi chuẩn bị đánh nhau. Cũng chỉ Diệp Đào biết được người tới là người nào, chính là Khổng Tước nhất tộc. Công chúa Thiên Trĩ nhất tộc này tại di tích Thiên Tôn cùng có đế Hồng Hoang khai chiến, xem như đã tỏ rõ lập trường, không còn bảo trì trung lập mà đã đứng tại một phương chư thiên. Bởi vì sợ Hồng Hoang nên cả tộc mới di chuyển đến đây. Quả nhiên người đến đích thực là Khổng Tước tộc. Chuẩn đế Thiên Hình Môn đã ra nghênh đón, có thế lực gia nhập, đây là một chuyện may mắn. Không thể không nói, nội tình Khổng Tước nhất tộc hoàn toàn chính xác rất thâm hậu, đội hình cường giả cường đại chưa từng có. Cấp chuẩn đế trong đó cũng không dưới trăm vị, cường giả cấp đại thánh càng là nhiều không kể xiết. Khổng Tước nhất tộc tại trong đại tộc Hồng Hoang thế lực xem như yếu, nhưng vẫn có đội hình bậc này. Cứ thế mà suy ra, có thể thấy được thực lực tổng hợp của đại tộc Hồng Hoang đáng sợ đến bậc nào. Rất nhanh, đại địa trung tâm của Bắc Sở được mở mang ra một vùng không gian đại giới, trở thành nơi ở của Khổng Tước tộc. Rất nhiều năm về sau, Khổng Tước nhất tộc đều sẽ cùng đại sở kề vai chiến đấu. Sau đó mấy ngày, không ngừng có Hồng Hoang tộc gia nhập, cũng như Khổng Tước tộc trước đó bảo trì trung lập, bây giờ để đứng tại một phương chư thiên, mà đại sở sẽ là đồng minh đắc lực của bọn họ. Thiên Hình Môn tất nhiên là mừng rỡ, có những chủng tộc này gia nhập, thực lực đại sở tức thời tăng lên gấp bội. Ngày thứ 9, con đại đế của chư thiên đến, sau nhiều ngày khôi phục, đều đã khí huyết dâng trào, thương thế khôi phục, tụ tại Ngọc Nữ Phong. Sau một trận chiến tại di tích Thiên Tôn, những hoan nhân này cũng coi như chiến hữu, giết Hồng Hoang thất bại, tàn tác mà quay trở về. Duy nhất không đủ chính là thê tử của Diệp Đế Hầu đã chôn thây trong biển hỗn độn. Chúng con trai đại đế cũng rất hiểu chuyện, đối với chuyện Cơ Tích Băng không nhắc tới một lời nào, chỉ ở đấy lòng âm thầm thở dài.
Đông thần giao trì cấp con nhân đế hàng thật giá thật, ngay cả Kỳ Lân Hồng Hoang cứu trần đều không phải là đối thủ của nàng, ngay cả Diệp Đào đều chưa hẳn đã thắng được nàng. Nàng chết đi đối với chư thiên mà nói chính là tổn thất cực lớn. Ngày thứ 10, con trai đại đế của chư thiên nhào nhào trở về, nhưng có mấy người hiếm khi được tới đại sở một lần. Đối với mảnh sơn hà tốt đẹp này rất là hiếu kỳ, kết bạn lập nhóm đi du lịch tạm thời cho là giải sầu. Lại là một đêm đầy sao khác, Diệp Đào đạp lên đỉnh núi cầm theo bầu rượu, một mình uống rượu, sau đó lấy ra một thanh kiếm trúc nhẹ nhàng vũ động, không mang chút bảy mây pháp lực. Kiếm pháp của anh ẩn chứa vô tận đạo ẩn, cũng ẩn chứa một tia bi thương nồng đậm. Một chiêu một thức đều giống như đang khiêu vũ với nhân sinh. Màn đêm yên tĩnh, anh áo trắng tóc trắng vô cùng già nua tại trên đỉnh Ngọc Nữ Phong rất là bắt mắt, để chúng nữ nhìn thấy mà đau lòng. Người có hồng nhạc cũng nhìn mà thở dài, chỉ trách trời xanh quá vô tình, quá tàn khốc. Anh lần khẽ múa này chính là 3 ngày. Trong 3 ngày này, anh tại bên trong sự bi thống, chợt đoạt được lĩnh ngộ đối với đại đạo, bước lên một đỉnh cao mới, tu vi cấp thánh vương cũng tại đó mà tinh tiến. Chỉ có điều tuyệt nhiên không tìm được cơ hội để đột phá đại thánh. Trong đêm khuya, anh xuất ra máu bản nguyên của đế hoàng, thi triển đế đạo thông linh. Thế nhưng, cũng như lúc trước, đạo hạnh chưa đủ, không thể lay động được tiên thể đế hoàng, chưa thể thông linh thành công, ngược lại còn gặp phản vệ đáng sợ. Thông linh cấp chí tôn, thực lực của anh còn kém quá xa. Bất đắc dĩ, anh thông linh sở giang vương, nén lại bi thương. Vừa được trao cho thần trí, Sở Giang Vương liền thốt lên mấy chữ này. Cũng không cần phải nói, ông ta tại minh giới cũng nhìn thấy rõ ràng. Đối với cái chết của Cơ Tích Băng, cảm giác cũng rất là tiếc nuối. Có lẽ là định số từ trong cõi U Minh. Đế Quân cùng Minh Đế có từng nói cho tiền bối biết Tru Tiên Kiếm ở đâu hay không? Diệp Đào mới miệng hỏi. Thế nào, muốn tìm nó trả thù sao? Sở Giang Vương lo lắng hỏi. Không chết, không thôi. Diệp Đào một đời này bình bình đạm đạm, nhưng Sở Giang Vương nhìn ra được nội tâm Diệp Đào đang gầm thét. Anh nhìn thì như bình tĩnh, nhưng kỳ thực lại đang trong trạng thái điên cuồng, dẫn đến nguyên thần chấn động kịch liệt. Lấy đạo hạnh của người còn lâu mới đấu lại Tru Tiên Kiếm. Tiền bối chỉ cần báo cho vạn bối biết nó ở đâu. Rất xin lỗi, không biết. Sở Giang Vương nhún vai, chớ nói là bản phủ không biết, mà đế quân cùng minh đế cũng không biết. Chỉ biết Tru Tiên Kiếm nguyên rủa Cơ Tích Băng liền đã lâm vào trạng thái hư nhược đến cực độ, không biết nó đã chui đến nơi nào. Dù là hai đại chí tôn cũng không tìm được chỗ nó ẩn thân. Nếu như nó khôi phục lại đến nguyên rủa, thì thân nhân của ta sẽ từng người bị chôn thây. Diệp Hào nắm đấm trong tay áo siết chặt, giữa kẽ ngón tay có máu tươi chảy tràn. Cũng không muốn chuyện bi thảm như Cơ Tích Băng tái diễn, trơ mắt nhìn nàng tán dịch lại bất lực. Loại cảm giác kia hẳn là so với chết càng khó chịu hơn. Vụ nguyên rủa này người có thể yên tâm, Sở Giang Vương giải thích nói ra. Bí pháp mà Tru Tiên Kiếm thi triển nguyên rủa chính là tương đối, nên nó thi triển một lần nữa thì không cần người đi giết, nó cũng sẽ tán diệt. Huống hồ loại cấp bậc nguyền rủa kia có thể thi triển lần đầu tiên liền lại không thể thi triển được lần thứ hai. Nên đây, Sở Giang Vương vỗ nhẹ vai Diệp Đào, cần gấp nhất là tăng cao tu vi, chuyện về Tu Tiên Kiếm vẫn là giao cho đế quân giải quyết. Ông ta nếu có thể trở về chư thiên, hơn phân nữa sẽ có thể tìm được chỗ ẩn thân của Tu Tiên Kiếm. Một tôn thánh thể đại thành trở về, chư thiên cũng sẽ không tiếp tục bị động, người nên minh bạch. Minh bạch, Diệp Đào nhẹ gật đầu. Còn có một điều, chính là Minh Đế đích thân cảnh báo, hãy cẩn thận với hỗn độn thể. Sau khi từ biệt tại di tích tiên tôn, ta cũng chưa từng gặp lại hắn. Diệp Đào cau mày nói, hắn
cất giấu bí mật gì sao? Ngày sau, ngươi tự sẽ biết được. Sở Gia Vương dứt lời, liền bước ra khỏi Ngọc Nữ Phong, đi về hướng chỗ sâu trong sơn phong, đi tìm Minh Tuyệt cùng Bạch Chỉ. Lần này đến, ngoại trừ vì Diệp Đào mà giải đáp nghi hoặc, thì hắn còn mang theo nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cần đồ nhi của đế quân cùng đồ nhi của Minh Đế tự mình đi hoàn thành. Không bao lâu sau, Sở Gia Vương liền tiêu tán trở về Minh Giới. Sau khi ông ta rời đi, không tới một khắc đồng hồ, Minh Tuyệt cùng Bạch Chỉ liền ra khỏi Hàng Nhật Tông. Trước khi đi, còn không quên liếc mắt nhìn Diệp Hào. Sau một tiếng thở dài, liền mở ra truyền tống vực môn, trời nhà mắt liền biến mất không còn tung tích. Bên trên Ngọc Ngữ Phong lại lâm vào yên tĩnh. Diệp Hào yên tĩnh, tĩnh tọa tại nơi đó, cúi đầu không nói một câu nào. So sánh với hỗn độn thể, anh càng để ý tới Chu Thiên Kiếm hơn. Mỗi khi nghe được ba chữ kia, anh liền giật như muốn phát điên. Anh muốn để Chu Thiên Kiếm nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng đáng tiếc, anh cũng không biết Chu Thiên Kiếm ở nơi nào. Ta nói, Cô Thích Băng đến cùng đang ở đâu chứ? Từ bên trong thủy mặc nhìn qua Diệp Hào, địa lão bên trong Thiên Huyền Môn không khỏi nhìn về hướng Nhân Vương. Tiểu tử kia cũng quá si tình, làm không tốt sẽ mang họa đạo tâm. Dùng tình luyện tâm không còn gì tốt hơn. Nhân Vương vuốt vuốt chòm râu. Đây là một loại ma luyện sẽ giúp hắn lột xác niết bàn. Về phần Cơ Tích Băng nha đầu kia, nên trở về lúc nào tự nhiên sẽ trở về. Lá Phu đề nghị ta đem con hàng này đánh một trận đi. Thiên lão ngữ trọng tâm trường nói ra. Lời nói này rất đáng tin cậy. Địa lão lời còn chưa dứt liền dừng lại thân hình, đột nhiên nhìn về phía Sở Hoàng. Sở Hoàng thời khắc này quả thật rất quái dị, toàn thân tràn đầy thần quang, các loại đều có, mà lại loang lổ lắc bác, giống như ẩn lại như hiện, có một cỗ lực lượng thần bí bao trùm lấy ông ta, xua đi cũng không được. Điểm ứng kiếp sao? Nhân Vương hai mắt híp lại. Cái gì nên đến, kiểu gì cũng sẽ đến. Sở Hoàng cười lắc đầu. Đột ngột như vậy đúng là trở tay không kịp. Viêm Hoàng cũng mở miệng, trên người ông ta còn có các loại ánh sáng. Nhân Vương lông mày nhíu lại càng sâu hơn, nhìn lướt qua hai đại hoàng giả, ánh mắt lại đặt ở trên thân hoàng giả còn lại. Còn có chính đại thần tướng Chư Thiên Kiếm Thần, Đông Hoàng Thái Tâm, Tổ Kiếm Tiên cùng Đan Tôn, bọn người cũng đều bao bọc tại dưới các loại thần quang, đều không có ngoại lệ, đều là dấu hiệu ứng kiếp. Tập thể ứng kiếp làm sao lại như thế chứ? Thiên đảo địa lão kinh dị nói. Nhân Vương không nói gì, hai bàn tay không dứt điểm chỉ thôi diễn, hai mắt tràn đầy thâm ý, ánh sáng lấp lóe sáng tối chập chờn. Ứng kiếp nhập thế cũng không hiếm lạ, để hắn khiếp sợ chính là đúng là rất nhiều chuẩn đế muốn một khối ứng kiếp như vậy. Chuyện này khá là quái dị, từ khi hắn hiện thế cho đến nay còn chưa bao giờ thấy qua việc lạ bực này. Như thế nào rồi? Thiên lão địa lão nhào nhào hỏi.